Họ xin chào tất cả các em. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần tính chất vật lý của amin. Ý đầu tiên là về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi. Thế đây đầu tiên chúng ta sẽ xét những cái amin cùng bậc nha các em. Ví dụ như là chúng ta xét bậc 1 là bậc 1 hết nè. Hoặc là bậc 2 là xét cùng với lại bậc 2. Thì khi mà phân tử khối tăng, tức là cái số carbon nó tăng á, thì nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy nó sẽ tăng theo. Thì cái này các em khá là quen thuộc ha. Thì ở đây tí nữa cô sẽ lấy một cái ví dụ cho các em. Rồi, nếu mà xét riêng về nhiệt độ sôi của amin với lại là các cái hydrocarbon thì tất nhiên amin sẽ có nhiệt độ sôi lớn hơn với lại các hydrocarbon. Vì trong bản chất giữa các amin với nhau cũng có được cái liên kết hydro tạo ra liên kết hydro hydrogen. Về trạng thái thì là metilamin, tức là amin 1C nha các em. NaCH3 NH2. Rồi etinamin là amin 2C C2H5 NH2. Rồi dimetinamin CH3 2 lần NH. Và trimetinamin. Đây là những cái phân tử cái trimetinamin này á, các em thấy rằng là nó có công thức rất là nhỏ gọn ha. Một cái nitơ là nguyên tử trung tâm và ba cái gốc CH3 nó đứng ở xung quanh, thì cái cấu trúc không gian của nó rất là nhỏ cho nên là nó dễ bay hơi đó, nó là những cái chất khí. Rồi đặc biệt các cái amin này thì nó có mùi tanh của cá hoặc là mùi khai. Mùi khai thì nó giống như là các cái phân tử NH3 ammonia ha. Rồi các amin còn lại thường là chất lỏng hoặc là chất rắn, tức là cái số C nó lớn đó các em, và các cái amin thơm. Xét về độ tan trong nước thì các amin khí á, dễ tan được trong nước do tạo được liên kết hydro với lại là nước. Thì phần này các em đã được làm quen ở chương trình lớp 10 ha. Lớp 10 thì chúng ta cũng biết được các cái hình thành liên kết hydrogen giữa NH3 với lại nước. Rồi nếu mà số C tăng, tức là M lớn càng tăng đó, thì tất nhiên độ tan của các amin vào trong nước cũng giảm luôn. Các arin amin, tức là các amin thơm thì tan trong nước thấp, tại vì cái phân tử khối nó cũng khá là lớn rồi các em. Và ở đây có một cái chất rất là quen thuộc, đó là anilin. Thì người ta khẳng định luôn thì anilin là một chất lỏng ít tan trong nước. Cô viết lại cái công thức anilin cho các em nhớ nha. C6H5 NH2 là amin thơm đó. Qua phần 5 là về cái cấu tạo phân tử. Thì ở đây cô lấy một cái công thức tổng quát của amin bậc 1 RNH2. Thì các bạn biết rằng là nitơ là nó ở nhóm 5 cho nên nó có 5 electron ở lớp ngoài cùng, đúng không? Và nó đã dùng 3 electron để liên kết với lại là ba con hydro. Và đó là trong phân tử NH3. Và ở phân tử amin này thì khi mà chúng ta thay một cái hydro bằng một cái gốc hydrocarbon thì nó vẫn còn một cặp electron chưa tham gia liên kết. Giống như vậy ha. Thì cô đã thay cái gốc R này bằng cái hydro này, thì bản chất thì nó cũng giống nhau thôi. Như vậy là nguyên do là gì? Trên phân tử trên cái nguyên tử nitơ vẫn còn một cặp electron màu đỏ chưa tham gia liên kết, mà cặp electron thì nó tích điện âm cho nên nó sẽ hút được những cái ion dương là H cộng, nên tất nhiên là nó sẽ thể hiện tính base. Và khi so sánh tính base này thì cô cho các em một cái công thức là cái phân tử NH3 là mình làm trung gian. Đây cô cho NH3 trung gian. Và với một cái amin thơm C6H5 NH2. À, rồi CH3 NH2. Thì năm lớp 11 chúng ta cũng đã học là cái gốc CH3 các cái gốc alkin là no. Mà no thì có xu hướng là nó đẩy electron, đúng không? Nó đẩy. Đây cô viết đẩy. Và như vậy trên nitơ sẽ tập trung nhiều cái mật độ electron hơn và nó hút H cộng mạnh hơn, cho nên tính base của CH3 NH2 phải lớn hơn NH3. Và
Tiếp theo là cái gốc C6H5 là cái gốc hydrocarbon không no, và nó sẽ có xu hướng là hút electron. Tức là cái cặp electron ở đây này có xu hướng hút về, cho nên là làm giảm cái mật độ electron trên nitơ. Và dĩ nhiên tính 3 giờ của C6H5N2 sẽ yếu hơn NH3. Như vậy nếu mà cái chất mà nó có hai vòng thân thì nó lại càng yếu hơn nữa, đúng không? C6H5 hai lần NH. Rồi tiếp tục qua bên tay phải thì ở đây cô sẽ cho là 2C. Sẽ mạnh hơn, nó đẩy mạnh hơn thì nó sẽ có tính 3 giờ mạnh hơn nữa. Tức là nó cái tác dụng đẩy electron mạnh hơn nữa, tức là trên nitơ sẽ càng nhiều thêm electron nữa thì mật độ E càng nhiều thì hút H cộng càng mạnh, cho nên tính base càng mạnh. Rồi tiếp theo amin bậc 2 đi ha. Thì cái này các em thấy rằng là có hai cái gốc nó đẩy trực tiếp về phía nitơ thì tất nhiên là mật độ E nó lại càng nhiều hơn nữa. Còn ở phía bên đây thì là hai cái carbon nhưng mà lại đẩy gián tiếp, đúng không? Cho nên cái lực của nó bị giảm đi một ít, cho nên là tính 3 giờ phải nó nhỏ hơn. Và một cái chất cuối cùng cô sẽ cho vào đây. Đó là 3 giờ 3 giờ vô cơ. Thì dĩ nhiên 3 giờ vô cơ phải là mạnh nhất rồi, đúng không? Thì đây là một cái so sánh tương đối ha, để cho các em hình dung ra được cái tính base của amin. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua phần ứng dụng của amin. Thì amin này có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Thứ nhất là sản xuất dược phẩm, thuốc bảo vệ thực phẩm, bảo vệ thực vật. Rồi các cái hợp chất làm phẩm nhuộm, nhuộm màu ha các em. Rồi chất hoạt động bề mặt. Và đặc biệt là tổng hợp được các cái polymer, tức là polymer như là nhựa poly anilin formaldehyde, rồi các cái tơ ni lông, vân vân. Về phần điều chế thì ở đây chúng ta chia ra hai cái phần, là thứ nhất là ở đây chúng ta có thể hiểu là điều chế các cái loại amin mặt hở ha, và điều chế amin thơm. Thì đối với lại là amin hở thì chúng ta có thể thực hiện phương pháp là alkyl hóa ammonia, tức là phân tử NH3. Ở đây các em quan sát cái chuỗi phản ứng thì phân tử NH3 của chúng ta thì có 3 hydro, khi mà cộng với tác nhân là CH3Y thì sẽ có cái đầu tiên là sẽ tách cái phân tử HI. Tức là đây cô sẽ viết cụ thể luôn để cho các em tưởng tượng ra được một cái bản chất của phản ứng ha. Ví dụ như cô có là NH2 được chưa, cộng với lại là CH3Y. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái H và cái Y sẽ tách ra, rồi sẽ tạo thành là CH3NH2 cộng với lại là HI. Chúng ta hiểu đơn giản như vậy. Rồi tiếp tục cái giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì sẽ tiếp tục cộng với lại là CH3Y một lần nữa, và nó sẽ tách thêm một cái con H tiếp theo, đúng không? Thì nó ra được là amin bậc 2. Amin bậc 2 tiếp tục còn một con H, đúng không? Cộng tiếp CH3Y và tách ra HI một lần cuối và tạo thành amin bậc 3. Thì ở đây có thể cộng với hợp chất là CH3Cl cũng được nha các em. Thì nó sẽ là tách HCl. Đây cô ghi thêm đây. Thì ở đây sẽ tách là HCl. Hoặc là các em có thể làm là CH3Y thì tách HI. Qua cái phương pháp thứ hai là khử hợp chất nitro. Thì các cái anilin và các amin, tức là các amin thơm, thì thường được điều chế bằng cách khử hợp chất nitrobenzen. Thì nitrobenzen này các em đã được học ở năm lớp 11 rất là nhiều rồi ha. Rồi, bởi một số các cái kim loại như là kẽm sắt trong dung dịch HCl, thì ví dụ như trong phương trình này thì các em thấy rằng là đầu tiên là sắt cộng HCl trước và tạo ra là hydro dưới dạng là nguyên tử.
hydron dưới dạng nguyên tử. Đây. Và hydro dưới dạng nguyên tử như thế này thì có tính thử rất là mạnh, và nó thử cái nhóm NO2 thành nhóm NH2 và tách ra phân tử nước. Thì chúng ta viết một cách đơn giản như thế này thôi nha. Rồi đến đây thì cô Hậu đã giới thiệu xong cho các em về phần tính chất vật lý, ứng dụng và điều chế các cái amin. Cô Hậu chúc các em học thật là tốt. Hy vọng là các em sẽ share link cho các bạn cùng lớp học ha. Cô Hậu xin chào tất cả các em.